Đây nhá, hôm nay hai con F Plus Hồng 64 GB. Nhìn thì nếu mà theo cách nhìn thì tất cả đều zin. Đấy, nhìn nhìn qua bên ngoài zin đét này đẹp. Đấy, mịn màng zin đét này đẹp, tất cả đều mịn màng, không chữ nét căng. Đây nhá, mọi người nhìn kỹ ra. Đây là ở trong kho, em đang ở trong kho thì cái này không biết lên clip nó có nhìn thấy không, nhưng cái lớp phủ mạ sơn ở phía ngoài của cái con này và con này khác nhau, tại vì cái lớp mạ sơn bên ngoài của con này ấy, nó có những hạt li ti, nó kiểu như có một cái lớp nhám ở ngoài ngoài, còn con này rất là mịn, đầy sờ nó rất là mịn màng, con này sờ rất là nhám tay, mịn mịn căng luôn, nhưng đây hơi nhạt, nhưng mà nhìn qua nếu mà mang ra ngoài nhìn, có nghĩa đây em đang có cái ánh sáng nó chiếu vào thì nhìn sẽ thấy được cái đấy, còn nếu mà nhìn ở bên ngoài nhé thì em cam đoan luôn là rất nhiều người không thể nào biết được, và gần như là thợ cũng không biết. Nhưng đây em sẽ chỉ cho mọi người nhé, với S đây, sự khác biệt chưa, hai camera nhìn khác nhau một trời một vực đúng không. Con này nó giống như camera con Plus này, còn đây mới là camera con S Plus này, nó đen nhũi, đen 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 thui luôn, đây trong khi đây nhìn rõ rò, còn đây đen thui. Đó, con này là vỏ thay nhé, và con này là vỏ zin. Nếu mà không nhìn kỹ thì rất dễ bị nhầm, tại vì đến chính bọn em nhìn em cũng ngạc nhiên, tại vì là nếu không nhìn kỹ thì rất dễ nhầm, tại vì nó làm quá tốt, tất cả các chi tiết làm quá hoàn hảo. Nhưng đây có một cái cam khác nhau rồi. Đây là con vỏ thay, đây con vỏ nồi, thì em bóc luôn nó ra để em xem cho mọi người. Đây em bóc nó ra rồi, thì bóc ra thì nhìn dễ lắm. Đây nhá, đây là vỏ zin, đây là vỏ thay, màn thay, vỏ thay. Như đây là con máy zin này, con cam chuẩn này là con máy zin này, đây cam đen thui này. Còn con cam này là con hàng dựng đó, con cam này vớ vẩn này, con cam này chuẩn, con bên này là máy zin nhé, đây là zin, đây là dựng. Đây mở lên này, siêu chưa, con dựng đầy đủ hết, gioăng cao su rồi, gioăng cao su nhìn đầy đủ hết. Nhưng có một điều nó khác, đấy là cái gioăng cao su này ấy, thì với cái con ép zin ấy thì nó sẽ gioăng cao su chỉ chạy từ đây lên đến đây với gioăng đen, chạy từ đây lên đến đây với gioăng đen thôi. Còn ở cái phía dưới này này, ở phía phần từ đây, từ cái chỗ tay em chỉ này đi ra đây này, thì ở dưới này nó không có gioăng cao su, mà cái gioăng cao su nó sẽ ở trên màn này, thì cái con này là nó làm hết ở dưới này, con này nó làm hết ở dưới này đấy, nó đi hết ở dưới này chứ nó lại không đi trên màn này, trên màn này tuyệt nhiên không có một cái gì cả. Đây quay kỹ vào em xem, chỉ đây trên màn này nó không có một cái gì cả, đây trắng phớ không có một cái gì cả. Đến đây cũng rút phanh, đây trên màn này không có gì cả. Nhưng với con zin đây, cái gioăng của nó mọi người nhìn nhé, nó chỉ chạy theo đây, từ đây này nên đến đây thôi, còn ở trên đây nó làm cái gioăng trắng đây này. Đây mọi người nhìn nhé, em bóc nó lên này, tại cái này nó ở màn nó dính xuống đây, nó là một cái gioăng trắng đó, trắng phớ ấy. Cái này là cái gioăng này nó dán trực tiếp vào màn này, đây này nhìn góc bên này em cạy cho xem, đây quay sát vào đây có nhìn thấy em cạy ra không? Đây này cái gioăng này vào tay. Đây, mọi người nhìn thấy chưa? Đây là gioăng cao su. Cái gioăng này nó màu trắng và nó dính trực tiếp ở trên màn hình. Đây, mọi người nhìn thấy chưa? Đây này, nó là cái gioăng này này. Nhưng trên con này thì không hề có. Trên này chẳng có cái gì cả. Trắng phớ, chẳng có gì cả. Đấy, còn đây, trên con zin đây, ở đằng trong này nó có cái gioăng. Đây, đây chính là cái gioăng cao su của con zin. Đây, nhìn thấy chưa? Đây em bóc được con ra này, đây đây chính là cái gioăng cao su rồi đó, cái gioăng cao su. Còn con này không có, con này nó đi nó dán thẳng xuống đây, chẳng qua nó là để một cái bước để lừa cái người ta nếu muốn bóc hay là muốn xem như nào đấy, thì là cái gioăng đây là nói về cái vấn đề là gioăng cao su đấy nhá. Còn sau này nếu mà nó có thể làm được cái gioăng cao su fake này thì cái lúc đấy thì mình phải nhìn cái khác nữa. Thì đây em lại chỉ luôn nhá, khi bóc ra nhá, ở bên trong thì những con máy zin này này sẽ rất là bóng rồi. Đây nó bóng theo kiểu một cách, đấy là nó đánh, nó cắt CNC hay là nó dập CNC ấy. Nó đánh cái, nó có những bộ máy dập để nó dập lại thành khuôn, nhìn nó có cái vết dập. Còn trên cái con thay này nó cứ phủ một cái lớp, đây nhìn này, như lớp nhũ, nên nó cứ óng óng như lớp nhũ đó. Mà quả siêu pin quả này nó dán này dài cả cả phân,
trong khi máy zin nó chỉ có một tí đi này, nó chỉ bám trên cái đỉnh đầu của quả pin thôi, nó bám thẳng ở trên đỉnh đầu quả pin chứ nó không có bám thẳng lên tràn đến cả cái phần thân pin, cái phần cell pin kiểu này cả, không có, mà chỉ bám một phần này thôi đó. Và đây này, những cái vết này, vết này, vết vân tay này, đây cái này nắp còn còn lệch lạc này, đây nắp còn lệch lạc đây, đung đưa đây, trong khi nó nắp khít khìn khịt như này mà, đây nó nhìn nó khít khìn khịt, không có một tí gì gọi là bị hở hang cả. Đây thì này, trông lòng nèo, có nghĩa là cách nắp thì cái đấy thì em sẽ không nói chung là vấn đề đấy là không thể ke được, đấy là bảo là Apple là sản xuất dây chuyền thì mình sẽ không thể ke được, nó có nghĩa là hoàn hảo tuyệt đối, nghĩa là con nào nó cũng phải đúng cái vị trí này, đúng cái vị trí này thì em không không biết, em là một dân làm nghề thì em biết là nó sẽ không ke được cái đấy. Nhưng mà đơn giản nhất là đơn thuần ấy là cái gì nó đã làm y như nào thì nó giống như thế, nó chỉ có sai lệch tí ti thôi, chứ không bao giờ có chuyện đấy là nó lại có một con nó kéo dài đến như này mà trong khi tất cả các con đồng loạt như này. Còn cái này nhá, có những con nhá, có những con cái này nó còn chưa dán vào quả pin cơ thì có, kể cả hàng FPT còn có. Nhưng mà không bao giờ có chuyện đấy là Apple làm trên con này này siêu cái dán nó này kiểu này, tại vì dây chuyền thì mọi người hình dung dây chuyền thì nó sẽ phải làm tất cả đồng đều, chứ không thể nó vẽ ra con này như này, không lại vẽ ra con này như này. Mà những con máy như thế này ấy, thì mọi người phải đề phòng, tại vì đến như thợ nhìn còn khó, chứ đừng nói đến người thường. Tại vì những cái này nhá, những cái chi tiết này này, cái lớp mạ này tự nhiên nó bị thêm những cái hạt ni ti chấm này, cảm giác có lớp sơn phủ này, hoặc là những cái bóng này này, thì chỉ những người mà như đội bọn em ấy là ngày ngày cầm iPhone, ngày này tháng khác cứ suốt ngày cầm và sờ thì nhìn cái thì có thể biết ngay. Nhưng mà đến như bọn em đây bảo là hôm nay nhìn hai con này thì gần như là còn bị lừa. Mãi để ý đến cái camera này, đây để ý đến camera thì bắt đầu mới thấy đấy là có sự khác biệt, là bị con này thay vỏ, con này không. Đấy thì bắt đầu là nó bóc ra làm clip, ngồi làm clip. Đó, cái đi mua máy này này, nó quan trọng của một cái này, cái con iPhone ấy của bạn mua thì bạn phải chắc chắn được một điều, đấy là máy của bạn là máy zin. Chứ không zin thì nó có một cái rất là dở. Rất nhiều người nghĩ đấy là cái màn zin là ok, cái main zin là ok, ừ thì con này main zin này, kiểu vỏ không zin thì cũng ok thôi, nhưng mà miễn là cái main nó zin. Xin thưa một điều đấy, tất cả các cái module ở trong này đều là nắp ráp hết, tất cả những module này đều là nắp ráp, và cái này không có tính năng chịu lực. Còn những con máy mà đã thay vỏ, cái nào rơi rất nhiều, rơi đến mức nó nát bét bèn bẹt thì người ta mới thay vỏ, thì tất cả những cái module ở bên trong này này nó sẽ không còn bền nữa. Mà những con máy zin nguyên bản, vỏ của nó zin, nó đẹp keng ngày càng, nó sẽ bền hơn, tại vì các cái module đấy chưa có chịu áp lực hay là va chạm gì cả, nó không có bị sóc, không bị giếc gì cả, thì cái thời gian sử dụng của nó sẽ bền hơn. Cho nên là với cái dòng 6S này này, đi mua nhớ là điều này, đầu tiên là nhìn cái cam đen thui. Và đã là đi mua máy cũ ấy, bóc ra nhìn. Cái này thì có rất nhiều người ta tin tưởng hay là không tin tưởng, người ta không bóc thì cái đấy là tùy từng người. Nhưng em thì em nói luôn đấy, là em thì em nghĩ đấy là con người thì chỉ nên tin bản thân mình thôi, bóc hết tận mắt sở thị là được, chứ còn đừng có tin ai. Tại vì thế giới này bây giờ người ta quan trọng nhất là lợi nhuận, chứ không quan trọng nhất là danh dự nữa rồi. Thế nhá.